Kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe tiếp theo phần 31 trong quyển sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Ngài nói ở ngay trong cảnh đời bụi bặm trần lao này, tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đạo đây là chỉ cho tánh giác hay tâm thể có sẵn nơi mỗi người, tức là nhận ra tánh giác của mình, rồi thì ở ngay trong cõi trần lao này, tùy duyên, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, lạnh thì mặc áo ấm, nóng thì mặc áo mỏng. Vì đó là nhu cầu cần thiết cho sự sống của con người, tùy theo nhu cầu mà xử sự, không có tâm tìm kiếm đòi hỏi. Đói ăn cơm hẩm cũng vui, ăn gạo thơm cũng vui, khát nước, uống nước lã cũng được, uống nước trà cũng xong, không kén chọn đòi hỏi. Đó là tùy duyên, chứ đừng hiểu đói ăn mệt ngủ rồi cứ tìm cầu cao lương mỹ vị, ăn uống cho sung sướng, khi đã no đủ thì tìm chỗ êm mát, ngủ cho thỏa mãn, thức dậy thì rong chơi, không làm gì hết. Như vậy là bệnh gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trong nhà mình có của báu, đừng đi tìm kiếm ở đâu. Hàng ngày, đổi duyên xúc cảnh, tâm không chạy theo, không dính mắc, chớ hỏi thiền. Như vậy, Ngài đã thấy rõ nơi Ngài có cái thể chân thật, nên ngay trong cõi đời này mà vui với nó, rồi tùy thời đói ăn mệt ngủ, không tìm kiếm ở đâu xa, đổi duyên xúc cảnh không dính không mắc, đó là thiền. Thiền ở đây không phải là cái gì màu nhiệm lạ kỳ như hào quang chiếu sáng rực rỡ, hoặc bay lên hư không hay lặn xuống đáy biển, mà là lẽ sống rất thực tế, hằng ngày vẫn sinh hoạt bình thường, sống an nhiên trước mọi hoàn cảnh, không khởi tâm tham sân chạy theo cảnh như kẻ phàm phu. Chúng ta thấy đường lối tu của tổ Trúc Lâm Đầu Đà bao hàm cả pháp tu của hai vị tổ Huệ Khả và Huệ Năng. Đó là chỗ y cứ thứ ba. Đó là bốn điều cô động thành ra đường lối tu của chúng ta. Nó rất thiết yếu đối với trình độ của chúng ta hiện nay. Từ ngày thành lập tu viện chân không tới bây giờ, tuy đường lối tu của chúng ta có là biết vọng không theo, mà quý vị đang ứng dụng tu. Phần quý vị khi ứng dụng tu, có người thì tiến suôn sẻ, có người thì bị trục trặc. Phần tôi thì không có, thì giờ rà soát lại coi có chỗ nào cần phải bổ túc thêm không. Gần đây tôi được cái duyên làm người thiểu sự, nhờ có thì giờ rảnh nên tôi rà soát lại, thấy có những điểm cần phải chỉ rõ cho quý vị để ứng dụng tu, không bị sai, không bị chướng, để có thể có kết quả tốt. Tức là biết vọng không theo. Trước kia tôi chỉ nói khi nhìn lại mình thấy niệm khởi thì biết nó là vọng tưởng không theo. Tôi chỉ nói lý do tâm niệm là hư ảo, chưa nói phải tu bằng cách nào, y cứ vào chỗ nào mà mình nhìn. Nên có người thì y cứ trên trán mà nhìn, có người y cứ trên đỉnh đầu mà nhìn. Vì vậy lâu lâu có người than đau đầu, có người than thở không thông, tu bị trục trặc. Lại có nhiều người nói ở ngoài vừa làm việc vừa tu thì thấy vọng tưởng ít, khi ngồi lại tu thấy vọng tưởng liên miên nhiều hơn lúc làm việc. Đây tôi nhắc lại chủ trương tu thiền, nhất là thiền tông. Tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền, mà tu trong mọi hoạt động, tức là hành động nào cũng phải tu, không đợi ngồi thiền mới tu. Nhớ như vậy, nếu chỉ tu trong giờ ngồi thiền thì thật là thiệt thòi. Vì
một ngày một đêm 24 giờ, buổi tối và khuya, ngồi thiền chỉ có 3 giờ thì những giờ còn lại không tu sao? Vậy, tu trong mọi hành động thì phải tu như thế nào? Và trong khi ngồi thiền thì cái gì hoạt động? Chúng ta dạy tu phải có một đường hướng trước sau nhất quán, chứ không được dạy trước thế này, sau thế kia, không có sự liên hệ, như thế là tai hại. Các vị có trách nhiệm ở thiền viện có biết tôi dạy cho người mới xuất gia và cư sĩ tu bằng cách nào không? Hôm nay, tôi trình bày thật rõ để quý vị có trách nhiệm làm thầy nghe rồi hướng dẫn đệ tử tu cho đúng. Người mới xuất gia, họ chưa biết gì hết. Vào thiền viện, đương nhiên là phải dạy tu thiền. Nhưng dạy thẳng, biết vọng không theo thì họ thực hành không được. Nên tôi dạy quán sổ tức. Sổ là điếm, tức là hơi thở. Sổ tức là quan sát hơi thở. Quan sát hơi thở ra vô, điếm 1, 2 và điếm tới 10. Sổ tức quán có hai cách, nhặt và khoan. Nhặt là hít vô cùng điếm 1, thở ra sạch điếm 2, tức là hơi thở vô điếm 1, hơi thở ra điếm 2. Khoan là hít vô cùng thở ra sạch điểm 1, tức là hơi vô hơi ra điểm 1, điểm tới 10 rồi bỏ. Tôi bắt phải làm hai việc. Việc thứ nhất là biết hơi thở ra vô đi từ đâu tới đâu. Việc thứ hai là nhớ sổ tức từ 1 tới 10. Như vậy là làm hai việc một lượt. Vừa biết hơi thở ra vô vừa nhớ số. Tôi chưa bao giờ dạy điếm ngược hoặc điếm xuôi, vì điếm như thế là rắc rối. Có nhiều người tại loạn quá nên phải dạy điếm ngược xuôi như thế để dừng nghĩ bậy. Nhưng nếu tu như thế làm sao tiến lên bước thứ hai được. Nên tôi chỉ dạy biết hơi thở vô cùng điểm 1, biết hơi thở ra sạch điểm 2. Khi đã bớt loạn không lộn không quên, tôi bảo bỏ điểm số, chỉ biết hơi thở ra vô, hít hơi vô, tới đâu biết rõ, thở hơi ra, tới đâu biết rõ. Như vậy, trước làm hai việc một lượt, bây giờ bớt đi một việc, còn một việc. Nếu điểm ngược, điểm xuôi khi bỏ điểm theo hơi thở thì lúng túng, đó là dạy tu không nhất quán. Vì vậy, lúc đầu loạn nhiều nên dạy họ vừa biết vừa điểm hơi thở. Khi bớt loạn thì bớt một việc làm một việc. Tới chừng biết hơi thở thuần thục rồi thì dạy biết vọng không theo. Tôi thấy lối dạy biết vọng không theo lâu nay có chút sơ sót là chỉ biết nói biết vọng không theo mà không nói làm cách nào để biết vọng tưởng. Có trụ chỗ nào, có nương ở đâu không? Nên mỗi người làm mỗi cách thành ra sanh bệnh, sanh chướng. Lỗi đó lẽ ra không có mà lại xảy ra là tại tôi không có rà soát lại kỹ. Bây giờ nếu ai đã khéo nhìn thấy vọng tưởng không theo mà không bị đau đầu, không bị nghẹt thở, không bị chướng ngại thì cứ tiếp tục thực hành. Còn nếu ai bị chướng thì nên sử dụng như thế này. Vẫn tiếp tục mượn hơi thở để tu, vẫn biết rõ hơi thở ra vô, không đè, không kềm, không trụ, cấm kỵ ba điều này. Vì đè, kềm, trụ, kẹt vào cái nào cũng là bình. Đa số người ngồi thiền hay vấp phải cái lỗi đè cho vọng tưởng đừng dấy khởi. Vọng tưởng ở đâu mà đè thì nặng nề không đúng. Lại có người ngồi thiền kềm giữ cứng sững, không cho vọng tưởng dấy khởi cũng là bệnh. Có người trụ chóp mũi, có người trụ trên trán, trụ chỗ này trụ chỗ nọ đều là bệnh. Như vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta nương mũi để biết hơi thở ra vô, nghĩa là hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vô biết hơi thở vô. Khi biết hơi thở ra, hơi thở vô, ở bụng
có động theo hơi thở phình lên, sợp xuống nhẹ nhẹ. Cũng biết rõ, chứ không phải không biết, đó là nhờ nương nơi mũi để biết hơi thở ra, hơi thở vô. Không phải trụ nơi mũi, nương là gá tạm, còn trụ là chấp cứng một chỗ. Nương mũi biết hơi thở ra, hơi thở vô rõ ràng. Khi nào có vọng tưởng khởi lên, biết nó là vọng tưởng, nó tan mất, tâm yên lặng. Đó là lối tu ứng dụng, có hiệu nghiệm. Để cho người tu dễ dàng khi dụng công, chúng ta thực hành như thế không bệnh. Tu là tu trong mọi hoạt động. Khi ngồi thiền, toàn thân từ đầu, mình, tay chân đều yên không động. Chỉ có hơi thở ra vô là động, thì chúng ta nương hơi thở ra vô. Khi vọng tưởng khởi biết, nó là vọng tưởng. Vọng tưởng liền tan. Vừa biết hơi thở ra vô, biết vọng tưởng khởi. Vậy có phải có hai cái biết không? Ví dụ, một đồng cho trâu ra đồng ăn cỏ, tay nắm sợi dây vàm. Khi trâu oái cổ, qua bên này, qua bên kia ăn lúa mạ, thì chú một đồng kéo lại. Vậy, nắm dây vàm và kéo dây vàm là một tay hay hai tay? Thấy có hai động tác, nhưng chỉ một cái tay thôi. Cũng vậy, biết rõ hơi thở ra, hơi thở vô và biết vọng tưởng khởi. Thấy dường như có hai việc khác nhau, nhưng cái biết không hai. Có người cho rằng hơi thở ra, hơi thở vô là động. Mình thấy biết, cái động mình cũng động theo. Đó là điều lầm lẫn. Tại sao? Vì chúng ta nhìn thấy người khác chạy, chúng ta đâu có chạy. Hơi thở ra, hơi thở vô là động. Chứ cái biết đâu có động. Quý vị mới thấy cái nhất quán của pháp tu. Trừ khi điểm hơi thở là đã có cái biết, theo dõi hơi thở là thở ra, thở vô rồi. Tới khi bỏ điểm thì còn cái biết, theo dõi hơi thở ra vô. Bây giờ dừng không theo hơi thở nữa, mà tạm nương nơi chốt mũi để biết hơi thở ra vô. Và khi nào vọng tưởng khởi, biết nó là vọng tưởng, không theo. Như vậy, quý vị thấy trên hơi thở chúng ta đi tuần tự, theo hơi thở từ khi mới hít vô cho tới cùng. Và từ khi bắt đầu thở ra cho đến sạch rồi đếm. Cái đó là bỏ đếm, theo hơi thở. Tới đây chúng ta chỉ còn biết mượn hơi thở để an tâm. Vậy biết mượn hơi thở có lỗi gì trong lối tu thiền không? Có chỗ nào trái với thiền tông không? Không trái. Vì thiền là tu trong mọi hoạt động. Khi ngồi thiền, hơi thở là cái động, nên tu trên hơi thở. Chúng ta biết rõ hơi thở ra vô vọng tưởng không khởi là bật hết các duyên. Các duyên bật hết thì còn cái gì? Còn cái thường biết rõ ràng. Chỗ mà Ngài Huệ Khả trình với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Tu như vậy, chúng ta tránh được cái lỗi vô ký và cái lỗi rơi vào không mà Lục Tổ thường nhắc. Chúng ta thường biết rõ ràng, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm biết làm, nghĩ biết nghĩ, ăn biết ăn. Nương nơi động tác để tu, vọng tưởng vừa khởi liền biết, vọng tưởng tan. Như vậy, không có hành động nào mà không tu. Tu trong bốn ngoại nghi. Bốn ngoại nghi đều là thiền. Tu như vậy, chẳng những bản thân mình được lợi ích, mà cả xã hội, quốc gia cũng được ảnh hưởng tốt. Chẳng hạn, như người lái xe, tâm không loạn động, ngồi mắt nhìn tới trước, tay chân hoạt động, đúng công tác lái xe. Nếu có việc gì xảy ra, liền thấy biết đáp ứng kịp thời, tránh khỏi tai nạn. Còn người đang lái xe, nhớ chuyện nhà, chuyện thiên hạ, miệng nói chuyện không ngừng, tâm loạn động, điều khiển tay lái lệch, có việc xảy ra không thấy, không thích ứng kịp, dễ xảy ra tai nạn. Người làm bếp
không biết tu trong việc làm, tâm chạy đi hàng xóm, thay vì sắt gọt rau trái thì cắt vào tay chảy máu, hoặc quên để lửa cháy nhiều cơm khét. Quý vị hiện có mặt ở đây hầu hết là giáo thọ dạy chúng. Khi dạy học, quý vị có tu được không? Và chúng nghe dạy có tu được không? Nếu là chúng, khi nghe giảng, lắng tâm nghe, biết rõ ràng từng lời từng câu của người dạy, vừa phóng tâm khởi niệm, liền biết không theo. Tiếp tục nghe giảng nữa, đó là người đem hết tâm thần để học. Học như vậy, mau hiểu, mau nhớ. Còn người dạy nắm vững và thấu suốt ý nghĩa của bài giảng. Khi giảng thì thông thả nói rõ ràng, thấy rõ từng nét mặt chăm chú hay lơ đễnh của học trò. Vừa phóng tâm khởi niệm, giảng sai liền biết, nên giảng đúng. Như vậy, dạy cũng chu đáo mà học cũng kết quả. Pháp biết vọng không theo, trong tất cả trường hợp chúng ta đều ứng dụng tu được. Từ lâu có sự hiểu nhầm cho rằng nhìn biết vọng tưởng không theo đó là chánh, nhưng kỳ thật theo dõi và biết rõ từng động tác của mình trước, sau đó nếu có vọng tưởng khởi lên liền biết không theo. Cái biết rõ từng động tác là thường hằng, là chánh, còn vọng tưởng lâu lâu khởi lên là phụ. Quý vị nhớ cho thật kỹ chỗ này, kẻo nhầm. Vì biết rõ từng động tác mới gọi là rõ ràng thường biết, tức là liễu liễu thường tri. Còn vọng tưởng thì khi duyên cảnh này, khi duyên cảnh khác, nên khi có khi không, khi có chúng ta phá nó bằng cách biết nó là vọng tưởng không theo. Đó là pháp tu của chúng ta có quan hệ với đời sống con người và xã hội. Nghĩa là chúng ta tu, chẳng những thân tâm chúng ta được an ổn, sáng suốt, mà việc làm còn chu đáo, không sai sót, kết quả tốt, đem nhiều lợi ích cho xã hội. Người đời đa số đều mắc chứng bệnh, phóng tâm tức là lo ra. Đang làm chuyện này nhớ chuyện kia, đang làm chuyện kia nhớ chuyện nọ. Nếu đang làm chuyện này mà nhớ chuyện kia thì chuyện đang làm không chú ý sẽ sai trật. Nên tu trong mọi hành động, làm việc gì, biết rõ việc đó, vừa phóng tâm, liền biết, liền dừng. Vậy là làm cái gì cũng tu được, việc làm được chu đáo, kết quả tốt, sống trong xã hội này, ở đâu và lúc nào cũng tu. Chính vì pháp tu này có hai điểm cần thiết, một là hướng dẫn người đang tu chưa ngộ bản tâm, tiến dần. Vì ở đây đa số chúng ta chưa ngộ, ứng dụng pháp này rất thông dụng. Hay là sống trong xã hội này, ứng dụng pháp tu này rất thích hợp. Trước là lợi ích thiết thực cho bản thân, sau lợi ích cho gia đình và xã hội. Vì có lợi ích như thế nên tôi lấy làm trọng tâm và đặt vào hạng thứ nhất. Xong tôi thấy nếu chỉ có một lối tu này, e có những người ở những trường hợp khác ứng dụng không được, sẽ lúng túng. Nên tôi nêu lên pháp thứ hai là đối cảnh không tâm. Đó là đứng trên quả mà nói. Vì khi tâm lặng lẽ như như thì mọi sự vật tốt xấu nên hư ở trước mắt chúng ta đều không dính mắt. Nếu tâm chưa như thì duyên cảnh nào cũng kẹt, cũng dính. Ở đây chỉ nêu lên kết quả mà không chỉ bày cái nhân tu thì làm sao thực hành. Chúng ta ứng dụng theo lời dạy của Lục Tổ là lấy không trụ làm gốc, tức là vô trụ vi bổn. Không trụ là không dính mắc, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần không kẹt, không dính. Song tiếp xúc như thế nào cũng gọi là không dính. Ví dụ mắt nhìn cây liễu xanh lá rủ xuống, thấy đẹp, tâm ưa thích, đó là dính mắt. Bây giờ nhìn cây liễu, ứng dụng pháp quán trong kinh Kim Cang.
Cây liễu này do hạt giống, đất, nước, hơi ấm, công người trồng, vân vân nên có cây liễu. Cây liễu này do duyên sanh, tạm có, không thiệt. Thấy cây liễu như thế thì tâm không dính mắc, không kẹt. Lối tu này được thiền sư Duy Tĩnh đời Tống ở Trung Hoa ứng dụng cụ thể qua đời tu của Ngài. Ngài nói, trước 30 năm, tôi thấy núi sông là núi sông, gặp được thiện hữu tri thức, chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Sau 30 năm, ngày nay, tôi thấy núi sông là núi sông. Qua lời nói của Ngài, chúng ta thấy rất rõ pháp tu của Ngài. Trước khi gặp thiện hữu tri thức, còn là phàm phu, thấy cái gì cũng thật. Thấy núi thật, thấy sông thật. Khi gặp thiện hữu tri thức, chỉ dạy quán các pháp do duyên hợp huyễn có. Không có tự thể cố định, núi cũng do duyên hợp tạm có, sông cũng do duyên hợp tạm có, núi sông chỉ là huyễn tướng, không thật. Quán suốt 30 năm như vậy mới thường thục, bây giờ thì không còn quán nữa, tâm lặng lẽ như như, thấy cái gì là cái nấy, tâm không dính không mắc, đó là đối cảnh không tâm. Quý vị thấy pháp tu này ảnh hưởng cả đường lối tu của Lục Tổ và hướng tu của Ngài Trúc Lâm Đầu Đà. Hồi xưa, tôi có nói với quý vị, nếu chúng ta tu biết vọng không theo, cảm thấy hơi nặng đầu thì nên quán các pháp như huyễn hóa, như trò chơi, không bận tâm. Như vậy là dùng hai pháp tu hỗ tương nhau. Bây giờ, nếu quý vị nương mũi để biết hơi thở ra vô, có niệm khởi liền biết, không theo, không đau đầu thì khỏi quán. Nếu người nào vì lý do không ứng dụng được pháp biết vọng không theo thì ứng dụng pháp đối cảnh không tâm cũng có kết quả tốt, cũng đi tới chỗ vô tâm. Đến pháp thứ ba là gì? Pháp thứ ba là không kẹt hai bên, là không dính mắc hai pháp tương đối như có không, thiện ác, tốt xấu. Trong bài Tính Tâm Minh, Tổ Tăng Sáng có nói, tinh tâm bất nhị, bất nhị tinh tâm. Nghĩa là tinh tâm thì không thấy hai, không thấy hai mới là tinh tâm. Quý vị đã tinh tâm chưa? Ở đây Tổ Tăng Sáng nói nhẹ, Ngài không nói ngộ, không nói kiến tánh, chỉ nói tinh tâm thôi. Tâm mà Ngài tinh là tâm nào? Tâm không phân biệt, không thấy hai bên tương đối. Tâm phân biệt thấy hai bên tương đối là tâm loạn động, là vọng tưởng. Hiện tại, đối với tâm bất nhị mà Tổ Tăng Sáng nói ở đây, tôi có niềm tin rất vững. Xưa, khi Phật nhập Niết Bàn, hỏi các thầy tỳ kheo đang có mặt, đối với lý tứ đế của ta, các ông có còn chỗ nào nghi ngờ hãy mau thưa hỏi. Ngài Anuruddha đại diện chúng thưa, mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, giáo lý tứ đế của Thế Tôn nói không thể nào đổi khác được. Đó là lòng tin vững chắc của các vị tỳ kheo đối với lý tứ thánh đế mà Phật đã dạy. Bây giờ, đối với tâm, tôi có thể nói, nước đá có thể nóng, lửa than có thể lạnh. Tinh tâm của tôi không thay đổi. Tôi tinh tâm như vậy đó. Điều này quý vị cũng nên biết, tuy tôi tinh tâm vững chắc như thế, nhưng lâu lâu vọng niệm cũng còn dấy khởi. Mỗi khi niệm khởi, tôi nói hai bên. Nếu nói hai bên mà niệm không lặng, thì tôi nói nón tuyết dày hoa. Nói như thế mà niệm vẫn chưa lặng, thì tôi nói ôm cây đợi thỏ. Tôi nói như vậy có ý nghĩa gì? Nghĩa là vừa dấy niệm, tôi liền biết là hai bên. Nếu là niệm nhẹ, nói hai bên là nó lặng mất. Nếu là vọng niệm hơi thô, tuy đã biết nó là hai bên, nhưng nó vẫn còn, nên phải nói nón tiết
dày hoa. Đó là lối nói theo Trúc Lâm Đầu Đà, nghĩa là đối đãi giả dối. Đã nói đối đãi giả dối mà nó còn, nên nói ôm cây đợi thỏ. Quở là kẻ ngu. Đó là tôi ứng dụng mấy câu kệ trong bài Hữu Cú Vô Cú của Trúc Lâm Đầu Đà mà tôi tâm đắc. Hiện tại tôi tu như thế. Quý vị đừng nghĩ rằng tinh tâm rồi là hết vọng niệm, là khỏi tu. Tôi vẫn còn tu, tu bằng cách tự nhắc như vậy đó, nhẹ nhàng lắm. Nếu không như thế thì cổ đức đâu có nói như thế này: đốn ngộ tuy đồng Phật, đã sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dụng, lý hiện niệm du xâm. Nghĩa là đốn ngộ được tâm mình giống như tâm Phật, nhưng vì tập khí nhiều đời sâu dày, cũng giống như gió đã dừng mà sóng vẫn chưa lặng. Tuy thể tánh đã hiện hiện mà vọng niệm vẫn còn lăng tăng. Hình ảnh này tôi thấy rất rõ nơi tôi. Như vậy, quý vị đừng cho rằng kiến tánh hay tinh tâm mình là xong việc, rồi thả lỏng rong chơi hoài là họa, mà phải luôn dò chừng nó, chớ để nó hiện hành. Tới đây chúng ta mới thấy ngài Trần Tôn Túc nói rất thấu đáo: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Chứ nhận ra lý đạo, lúc nào cũng thao thức thiết tha tu hành cho đạo được sáng. Khi đã nhận ra lý đạo, cũng vẫn phải nỗ lực tu hành cho đến khi viên mãn, chứ không thể buông thả để cho tập khí huân tập làm mờ tối lại. Đó là trường hợp niệm còn khởi thì tu như thế. Trường hợp niệm không khởi thì sao? Tôi trả lời rằng, đã tinh tâm, khi niệm không khởi còn hỏi chi nữa? Đó là chỗ bí yếu. Như vậy, nếu niệm không khởi thì nhàn biết mấy, và nếu niệm còn khởi thì cũng phải xem chừng nhắc nhở nó. Người đã tinh tâm như vậy thì tu cách này tốt, nếu chưa tinh tâm thì khoan ứng dụng. Cách tu này hơi nhẹ, không có chỗ nương, khó thực hành. Đó là lối tu không kẹt hai bên. Hằng sống với cái thật không theo cái giả. Mới nghe qua, chúng ta thấy mỗi pháp như giống nhau. Thực ra thì mỗi pháp có một vị trí của nó. Phàm ngôn ngữ nói ra không diễn tả hết lý nghĩa. Nói như vậy, chúng ta thấy có cái thật và cái giả. Lấy một cái, bỏ một cái. Đúng ra thì phải nói như thế này: nhận cái chân thật làm bổn mạng của mình. Khi đã nhận cái chân thật làm bổn mạng, tức là hằng sống với cái chân thật. Tu đến chỗ này, Thiền sư Đại An nói như sau: sở dĩ Đại An này ở tại núi Quy 30 năm, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà không học thiền núi Quy. Chỉ coi chừng con trâu, nếu có lạc đường hay vào trong cỏ, bèn lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy rà, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ, đuổi cũng chẳng đi. Con trâu hiện sờ sờ, đuổi không đi là chỉ cho cái chân thật hiện tiền. Khi cái chân thật hằng hiện tiền thì tất cả cái giả không còn chi phối được. Tại sao ngài Đại An ở núi Quy ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, vân vân đều ở đó hết mà không học thiền tại đó, chỉ chăn con trâu thôi? Chăn trâu tức là thiền, còn dùng từ ngữ thiền chi cho thừa. Như vậy, chúng ta mới thấy người tu tới nơi rồi, hằng sống với cái chân thật. Con trâu hiện sờ sờ, đuổi không đi, thì có cái hư giả nào làm nó dính mắc? Tới đây là chỗ triệt ngộ, tức là đã đạt đạo.
nên ngoại cảnh hư giả không làm phiền lụy các ngài. Đây là chỗ cuối cùng ít người đạt tới. Người mà tới chỗ này thì ít nói tới chuyện tu, vì nói tu với các ngài là thừa. Vậy bốn pháp tu mà tôi vừa nêu ra, quý vị đã nắm vững chưa? Còn chỗ nào nghi ngờ hãy trình bày để tôi giảng trạch cho hiểu. Vì tu là cả một công trình mấy mươi năm, cả đời người. Nếu chúng ta thực hành sai, kết quả xấu thì uổng cả đời tu, không lợi ích. Thế nên, quý vị phải hiểu cho rõ, nắm cho vững, ứng dụng đúng, kết quả tốt, hướng dẫn cho người sau tu tập được lợi ích. Từ lâu, có nhiều người nói pháp tu của Thiền Tông rất cao siêu, nên gọi là tối thượng thừa. Chỉ có người căn cơ bậc thượng mới có thể tu được, còn người căn cơ bậc trung, bậc hạ không thể với tới. Nếu Thiền Tông chỉ dành cho người căn cơ bậc thượng, thì hiện giờ có mấy người bậc thượng, có ai tự thấy căn cơ mình bậc thượng không? Không ai là người căn cơ bậc thượng cả, chỉ có trung căn với hạ căn thôi. Nếu chỉ có người trung căn và hạ căn thì ai tu theo Thiền Tông? Như vậy, tôi đề xướng tu theo Thiền Tông mà không có người ngang trình độ để tu, thì sự đề xướng của tôi chỉ là lời nói trong hư không, không có người hưởng ứng. Vậy tại sao quý vị dám tu theo Thiền Tông? Hai pháp tu mà tôi thường đề cập là biết vọng không theo và đối cảnh không tâm đều có quan hệ với giáo điển. Ứng dụng pháp biết vọng.